Kính thưa quý vị, tranh của Picasso được bán trực tuyến với giá chỉ có 100 euros tin từ Paris. Bức tranh Man with the Opera Hat của họa sĩ Picasso hiện đang được chào bán bởi Sotheby's với một cái giá vô cùng hấp dẫn, chỉ vỏn vẹn 100 euros. Tuy nhiên thì bức tranh này sẽ được bán dưới dạng phần thưởng xổ số và chỉ có người may mắn nhất mới có thể mua được với cái giá siêu rẻ nói trên. Theo hãng đấu giá Sotheby's cho biết thì gần 50.000 chiếc vé xổ số với giá là 100 euros hiện đang được phân phối trực tuyến trên trang mạng của hãng và toàn bộ số tiền thu về sẽ được dùng cho mục đích từ thiện. Trước đó thì bức tranh Man with a Opera Hat đã từng được mua bởi một nhà tài trợ vô danh ở New York, sau đó được tặng lại cho một tổ chức từ thiện để gây quỹ tái thiết thành phố cổ Tyre ở Lebanon. Những chiếc vé số nói trên hiện đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng yêu chuộng nghệ thuật thế giới, khiến cho lượng vé số còn lại chỉ còn hơn 10.000 chiếc. Theo hãng đấu giá Sotheby's cho biết thì thành phần khách hàng mua vé số không chỉ có những người yêu nghệ thuật mà còn có cả công chúng phổ thông, những người mong muốn được sở hữu một bức họa kiệt tác với một cái giá cực kỳ hấp dẫn. Những tấm vé số nói trên sẽ được bày bán cho tới hết ngày 18 tháng 12 trước khi danh tính của người trúng thưởng được công bố với phần thưởng là bức tranh Man with the Opera Hat của Picasso.